xuất khẩu sang Nhật với giá 700 đồng trên lá. Tía tô được xem như loại rau mang lại giá trị kinh tế cao. Vậy tại sao nó lại được tin dùng đến thế? Chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé. Thì tía tô là loại rau gia vị phổ biến đối với người dân Việt Nam. Rau tía tô có mùi thơm, vị cay đặc trưng, tính ấm. Tía tô là loại cây dễ trồng và được trồng nhiều ở vùng nông thôn. Lá được dùng để ăn sống hoặc nấu chín làm gia vị cho một số món ăn ngon. Đồng thời, tía tô cũng là loại thuốc chữa bệnh và phòng bệnh theo y học cổ truyền. Không những thế, tía tô còn được biết đến như một loại thần dược làm đẹp, không những trị được mụn, nám da mà còn cung cấp dưỡng chất, mang lại cho bạn một làn da trắng sáng. Sau đây hãy cùng Xuân Nông tìm hiểu thêm về tía tô nhé. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Xuân Nông TV. Hôm nay thì Xuân Nông sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách trồng tía tô. Được biết thì tía tô có rất là nhiều công dụng cho sức khỏe và cho làm đẹp. Về sức khỏe thì tía tô có tác dụng là an thai, trừ cảm mạo. Khi xong thì các bạn dùng lá tía tô thì sẽ trừ được cảm, sốt. Với trẻ em thì bị ho hoặc là bị thở gấp, mặt tía thì các bạn cũng có thể dùng lá tía tô để trị. Lá tía tô thì chị trong cảm cúm, trị gút. Trong làm đẹp thì các chị em thường dùng lá tía tô để đắp mặt, hoặc là để gội đầu, hoặc là để tắm trắng. Để trồng lá tía tô thì các bạn thường thì trồng bằng hạt hoặc là dâm cầm. Với hạt tía tô thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trồng hạt tía tô rạng đông 78. Trước khi trồng thì các bạn gieo hạt thì phải ngâm hạt trong nước ấm từ 3 đến 5 tiếng. Sau đó các bạn gieo ra đất, đất thì các bạn sử dụng là đất hữu cơ và đất dinh dưỡng P-bát, có trộn thêm phân trùng quế, phân bò. Sau đó các bạn sẽ gieo trên đất. Khi gieo thì các bạn gieo theo hàng, hoặc là các bạn phải để hạt không quá sâu vì hạt này hơi nhỏ. Các bạn tốt nhất thì nên trồng trong chậu để dễ chăm sóc và phòng các loại côn trùng có thể cắn hạt. Sau 35 đến 40 ngày thì các bạn có thể ăn được lá tía tô. Lá tía tô các bạn ăn thì không cần phải cắt cả cây, mà các bạn có thể ngắn cắt đọt hoặc là lại từ lá. Sau đó thì các bạn sẽ chăm sóc lại, thì sau khoảng 2 tuần nữa thì các bạn sẽ thu hoạch lại là được lần thứ 2, thứ 3. Để mua hàng thì các bạn vui lòng truy cập xuân nông.vn để đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.